Vâng, xin chào anh chị quý khách hàng nha. Chào mừng anh chị đã quay lại Toàn Trung ô tô Gia Lai. Thì hôm nay Toàn sẽ quay review xe tại cửa hàng. Đầu tháng thì Toàn cũng xin chúc anh chị và quý khách hàng một tháng mới gọi là may mắn, an lành và hạnh phúc nha anh chị. Công việc thuận lợi bình an. Và con đầu tiên Toàn xin giới thiệu với anh chị, đây là con Fadil. Fadil anh chị nha, Fadil. Lúc người tình trăm năm, cái này em mê á, do tại vì cái xe này chất lượng, chạy nó chất lượng em mới mua, chứ còn thực sự nó bán khó quá. Khó quá anh chị. Chứ mà cái xe vừa mà khó bán mà vừa dởm nữa thì không bao giờ Toàn mua. Mà xe nó thật sự nó khó bán nhưng mà nó chạy ngon. Nó chạy ngon thì em mới mua. Em mua thôi, cứ để đó. Để đó, khách hàng nào thích thì họ lấy, rồi không thích thì cứ trưng bày. Mà cái thương hiệu VinFast này mệt thì cái chứ. 375 anh chị. Từ hãng đè, từ hãng làm khó hãng thôi nha. Nói thiệt. Chứ không có khách hàng nào làm khó hãng hết á. Từ hãng làm khó hãng thôi, làm mất cái giá trị cái xe mình. Để dám bỏ tiền ra làm xe, làm thương hiệu bán giá rẻ cho bà con Việt Nam mà đao giá tùm bậy tùm bạ, chính sách tùm lum tùm la hết. Làm người ta học bỏ chạy hết, giờ ế luôn. Điện số đẹp nha, cái bay bản Plus mâm phay nè anh chị, cái này 221. Cái này em bán, cái này 6.000 cây. Toàn bán cho anh chị là, để coi, 221 375 nha anh chị, 375. Quay hàng bán tải bên góc đây chứ. Mấy xe đây thì khách mua hết rồi nha anh chị, Outlander đồ là khách mua hết rồi. Mấy trăm cây thì khách mua hết rồi. Sáng nay em giao 4-5 chiếc. 765 nha anh chị. Xe này quy chắc 2017, biển Bình Phước. 3.2 nè, 765. Xe chạy 69.000 cây nha anh chị. Đó. Đẹp. Đẹp đó nha anh chị. Đó, tươi xanh, đẹp, 2017. Rất là đẹp, mới. BT50. BT50 móp nhẹ cabo nha. Tí nữa em mở quay hoặc mà anh chị mua các bạn quay chi tiết cho. Cái xe này nó đi ít cây số 60.000, số sàn 2 cầu. 216. Xe này đẹp á, biển Gia Lai xe đẹp á, cọp á, mà hôm bữa để quên chứ không để quên, ngồi kia mất tháng mấy là cũng bán lâu rồi. Cái đợt bán tải hot á. Em mua giá cũng cao. Mà anh em để quên là em nhiều xe quá em quên luôn. Làm tháng mấy dục ngoài đường. Dục sâu rồi, dục. Xém nữa bị xe tông nữa đó. Dục giống như BT kia kìa, biển 77 dục. Đó quên luôn. Cái này bán 495 anh chị. Số sàn 2 cầu nha. Anh chị nào mua xe điện vô số bán hàng dùm Toàn đó nha, 0979 325679 hoặc là 0929 325679 anh chị nha. Có con Mazda mới về cũng bán rồi anh chị. Xe này mấy bạn tính chi phí xong rồi cộng tiền lời của công ty á thì hai mấy triệu, hai mấy ba chục á, là lên giá thành nó cũng rẻ ghê anh chị. Anh chị thấy rẻ không? 625 triệu bớt khách mấy triệu bán luôn rồi. Khách vô bụp luôn mà không biết là lái hay là dân nữa. Luxury anh chị, 220. Mazda 3 220. Model 221 625. Bớt cho người ta chắc mấy bạn bớt cho người ta mấy triệu. Xe này ba rút hồ sơ này nọ nữa. Thì anh chị thấy không? Anh chị mua ở đâu ra cái giá này? Có nhiều con xe em mua được rẻ thì cứ cộng chi phí là anh bán rẻ. Còn có nhiều con xe mà em lỡ mua mắc á thì em lại giảm cái lời. Em xuống thì cái giá nó vẫn là cái giá bên ổn định. Nói chung là ở Toàn thì anh chị nào tham khảo thì sẽ biết. Còn anh chị nào mà sợ Toàn bán mắc á thì cứ đưa dẫn chứng. Dẫn chứng là có chỗ kia bán rẻ hơn, Toàn giảm rẻ hơn cho. Thích bán vậy á, không thích bán mắc. Vừa bán ngon nè, vừa bán rẻ nè. Đó, khách hàng mới ủng hộ nhiều và Toàn mới phát triển nhanh được. Rai. Là này mắc lắm nha anh chị. Là này đọc giá chắc anh chị sốc luôn á. Mà em hãng nghe nói không có, sang năm mới có xe. Này 1.4 chấm, hình như nói 1.0 turbo hay sao ta. Đây mấy turbo. Mấy turbo. Này có 7.000 cây 21. Nhập Indo xe. Cái xe này em chưa chạy thử, em bận quá em chưa chạy thử. Em mua cái này về mục đích em chạy thử. Em kiểm tra thử coi tại sao mà nó hot đến mức mà người ta mua nó nhiều như vậy và nó không có xe luôn. Đặt mà đến độ phải sang năm thì cái lý do nó như thế nào thì
anh chị nào biết thì góp ý để lại bình luận để Toàn tham khảo thử nha. Những cái xe nào hot là Toàn thích vậy, thích mua về, mặc dù nó hot là nó khó bán. Thiệu ơi Thiệu, cái xe kia bán chưa? À, nghe máy đi, nghe kêu anh Toàn bận rồi. Dạ luôn. Nhiều người điện quá. Mà anh chị cố gắng điện bán xe cho Toàn nha, hoặc điện khiếu nại, đừng có điện mua xe nha. Em cứ lỡ tư gì vậy, hỏi gì vậy? Này 695. Này Kona 1.6 1.6 turbo. 1.6 turbo đúng không? Ờ. Cái này 221 anh chị, cái này 12.000 cây. Ủa xe bán về đâu vậy? Xe tốt bán về đâu vậy? Không nhớ luôn hả? Bán không nhớ hả? Đứa nào bán? Bán không nhớ luôn quay. Cái này 12.000 cây nha anh chị, 1.6 Lenium. Ủa nó bị gì đây? Nó bị em bụi. Sáng tụi em không lau xe sao vậy? Nó là máy bệnh. Kỳ vậy? Tụi em trước khi mà tụi em bán hàng thì tụi em phải yêu sản phẩm chứ. Em muốn làm nghề bán hàng này phát triển em phải yêu sản phẩm. Yêu sản phẩm thì phải kiểm tra sản phẩm thường xuyên đó. Cho nó hoàn hảo nhất để khách hàng họ vào xem. Xem mà để khách hàng chê là đâu mất cơ hội mà cũng mang tiếng đó. Ủa, đèn người ta gửi về thay luôn hả? Bao nhiêu tiền? Này thì khách ưu ái miễn phí. Miễn phí luôn hả? Cái anh bán xe cho mình luôn hả? Cảm ơn anh Cư nha anh Cư. Anh chị nào mua Hino thì liên hệ anh Cư nha. Hino cứu hộ liên hệ anh Cư nha. Rất rất đẹp, đẹp trai và vui tính hả? Lại cho mình hết luôn hả? Ờ, cho miễn phí luôn. Bán xe vậy mới gọi là bán xe mới đỉnh á. Có cái chiếc K3 ở Nha Trang đó rồi. Mà cái lốp cua mà nó chữa trong nó bị chữa. Bây giờ là coi như hãng bảo hành hay là mình bảo hành. K3 nè. K3 hồi xưa bán cho khách mới bé mai thôi. Lâu chưa? Ở đây rồi. Ở đây được tháng. Tháng hả? Ủa K3 nào ta? K3 hồi mình mua ở dưới Nha Trang. K3 số sàn hả? K3 số tự động. Ờ. Lốp bị chữa hả? Mà nó theo lốp cái cua của hãng luôn. 222 à? Nó 2015. Ủa, cái K3 không có cửa nóc á. K3 nào ta? K3 không có cửa nóc. Phải không? K3 mới chứ. K3 là chưa có cửa nóc nè, màu trắng. Bữa anh đi mua. Bị chữa lốp hả? Dạ, chữa cái đó thì không có hãng nào bảo hành cái lốp hết á. Thì mình nhiều lúc giống như cái khách hàng này nè, giống mình khách hàng của anh đây nè, thì đúng luật á, là không có thay thế, không thay bảo hành, không có bảo hành cái đó. Mình nói luôn với anh chị nha, thì không có bảo hành mà gọi là Toàn chỉ bán xe cho anh chị là xe uy tín, xe chất lượng, là không đâm không đụng, rồi đúng cây số thôi. Cái còn mà hao mòn tự nhiên nhiều lúc mình phải khắc phục thêm. Còn mà mới mua quá thì gọi là bảo hành tình cảm, bảo hành thiện chí, coi như giống mình bớt người ta, Vinh hiểu không? Nói người ta theo đúng cái bảo hành, cái tên bảo hành thì không đúng. Phải dặn cho người ta nói cái bảo hành không đúng. Còn đây chỗ tình cảm á, thì mình mua cái lớp khác xuống, mình gửi xuống cho người ta là giống như mình lấy của khách dễ, mình bù của khách khó, hiểu không? Đúng không? Chứ không phải là bảo hành. Mắc công rồi người đó, người ta họ lại suy nghĩ là cái gì cũng bảo hành, rồi sau là đòi cái khác là mất lòng. Đòi được cái thứ nhất là qua cái thứ hai. Thì cũng nói người ta cái này cái thiện chí, gọi bảo hành thiện chí, gọi bảo hành tình cảm. Rồi, tiếp theo là cái Tucson nha anh chị. Ủa khách đó là khiếu nại em hay là Vinh? Thì kêu Vinh đó. Vinh mới báo anh đó. Xử lý Tucson này là 850 nha anh chị, 850 220 2.0. Cuối video Toàn sẽ nói đến vấn đề bảo hành nha. 9.000 cây, 9.000 cây 220 này, 20 2.0 bản đặc biệt nha anh chị, có cửa nóc
này em bán 850 á. Cái này biển Đà Nẵng, cái này mới lắm. Cái này chủ xe, cái này là mặt nạ lên này chứ không phải rin rin của nó là màu inox thôi. À. Này xe Series 3 Phantom. Phantom là full nhất là nó có húp kính rồi, khác mâm, khác đồ, mấy thứ em học chưa? Dạ đó. Học. Khác cái gì? Có chủ hư kính này nè. Cái đó húp kính. Húp kính là báo tốc độ trên kính á. Ghế trên điện, nhớ ghế đúng không? Rồi gì nữa? Ủa, ông đây, khách đây điện nghe đi, nghe đi có việc gì? Dạ luôn. Cứ hỏi anh có việc gì? Cũng cái này là nỉ anh chị. Nhung. Cứ gửi hình qua Zalo đi, bán xe cứ gửi. Phantom anh chị. Cái này là 705. Thái Lan 221 6000 cây anh chị nha. Còn đây Kona chủ xe ăn chơi ghê nha. Cái này là của nó màu đen. Mà sơn là màu trắng luôn, sơn hết cái đây màu trắng luôn. Sơn hết đây màu trắng luôn. Xe này ở 70 là ở Long An hay sao á. Này cũng là 1.6 turbo luôn nha anh chị. Cái này là cụ nữ đi, mà chắc cái chị đây chị thích cái tông vậy, lạ kỳ vậy. Cái này em về rin màu đen cho anh chị vẫn được nha anh chị. Về rin cho anh chị sơn đen lại cho anh chị vẫn được nếu anh chị thích. Không thích cái kiểu trắng này em có thể về rin cho anh chị được. Mỗi người mỗi sở thích mà. Toàn cũng không có quan trọng, không che cái việc đó. Không có quan trọng cái việc đó. Này 20-15.000 cây, em bán 675 nha anh chị. Xe cổ thì em có đọc giá rõ ràng hết á, em không ngại, không giấu giếm gì đâu, nên chị cứ yên tâm. Cứ yên tâm và thoải mái, thích xe nào thì liên hệ. Tích sơn dầu. Sơn dầu. Dầu này bán chậm quá, bớt 10 triệu nha. 920. Phun dầu. Phun dầu cửa nóc anh chị. Form mới 220. 92 bớt 10 triệu 91 nha anh chị. Xe chạy 30.000 cây. Anh chị nào thích là tiết kiệm nè, chạy bốc á, thì mua này. Còn thích êm ái, em thấy cũng không, nó cũng không có kêu đâu anh chị, ra anh chị chạy biết à. Em chạy em sẽ mê cái dầu hơn cái xăng á. Cái này xăng đặc biệt, không thích thì mua xăng hút khí tự nhiên. Santa Fe. Ủa phê gieo đây là bán cho ta, bán giới thiệu. Thiệu, xong chưa? Muốn gì nữa vậy? À, mua xe hả? Anh xe kia anh gửi hình đi. Anh báo cho anh nhanh. Santa Fe bán chưa? Lần gì nói lâu rồi. À, thì cứ gửi hình đi rồi mình điện lại rồi tải sau chứ. Anh chị bán xe anh chị cứ gửi hình đi là nhanh nhất nha anh chị. Rồi Toàn sẽ điện lại cho anh chị, đừng lo lắng gì hết. Giờ anh chị tải em cũng quên à. 10 người điện tải cùng lúc thì sao mà nhớ nổi. Chỉ có nhắn tin rồi ngồi mới tập trung tinh thần nhớ nổi. Cái này 11.000 cây. Cái này em hạ giá còn 1.399.000. Đứa nào ngã ghế kia dựng lên lại chứ. Ngủ chưa à? Ngủ chưa vô... Công ty có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ ngủ mà. Dựng lên nhớ đàng hoàng rồi. Một xe này bản full nha anh chị. Cái này chủ xe kỹ lắm, dán keo, dán đồ đầy đủ hết á. Cái này form mới anh chị. Form mới, vô nhiều đồ chơi. Dầu anh chị, dầu full. Anh chị mua mới giờ bao nhiêu em không biết nha. Tại vì mấy bữa là trên là lạc 100. Bây giờ trên là lạc như 50 khi nhận xe luôn hay sao á. Là 1.3 đâu, 1.399 đúng không? Ừ, đây là 99 anh chị, 11.000 cây. Carnival. À. Hết cọc luôn hả? Dữ vậy, anh nào ăn chơi vậy?
Dữ vậy. Giao 1 tỷ mấy luôn á. Rồi sao mình đi lỡ nó cướp sao? Rút ra tiền mặt hả? À đi. Rồi đếm 1 tỷ mấy luôn hả? Coi lại cái phương án đó nha. Phương án anh thấy không hợp lý thế nào á. Cầm 1 tỷ mấy trên xe nguy hiểm lắm. Tí nữa bàn cái phương án đó lại đi. À, xe này là Fortuner nha anh chị, 2017. Cái này bán nhiêu vậy? Cái này bán 8,5 nha anh chị. Cái này chạy 66.000 cây. Fortuner nó nhiều giá lắm anh chị nha. Nhiều giá lắm anh chị phải lưu ý. Nó nhiều giá, máy dầu nhập Indo này. Mấy xe đây máy dầu nhập Indo thì nó cũng nhiều giá lắm. Tại vì nó chạy 100-200.000, nó tua đồng hồ lại nó khác. Còn em là đúng đồng hồ nên là nhiều lúc em mua phải cao. Mua đúng làm đúng thì nó phải cao anh chị nha. Đây máy dầu số sàn 8,5. Chị quan tâm thì liên hệ. Mẹ GLC, GLC 200 anh chị nha. 1,620 tỷ. Này đi có 20.000 cây. Đặc biệt nó là nội thất kem anh chị, rất là sang trọng. Nội thất đen không thích nha. Đó, kem GLC 200 bán 1,620 tỷ. Mức tiêu hao nhiên liệu đó nè. Đó. Santa Fe còn 2 con đúng không? Con này là ít người hỏi sao vậy? Im luôn à? Im luôn bực mình vậy? Bớt cho người ta. Phải làm cho người ta lúc nào cũng phải thèm thuồng chứ. Không hỏi người ta không trả lời là có nghĩa mình bán bị cao à. Bớt đi. Bớt nhiêu được. Sao gặp ghế vậy? Hôm bữa là bớt 20 đi. Bớt 20 luôn anh chị. Xe nào mà chậm là còn giảm giá luôn nha. Cái này có mấy ngàn cây à? Cái này cam 360 nè anh chị. Bề bước nè. Đó. Cái này 1,240 tỷ nha anh chị. 240 xe này 221 chứ không phải 220 đâu nha anh chị. 7.000 cây. Nó là sản xuất 221 luôn nha, chứ không có đăng ký nha. Em tính đời là tính năm sản xuất chứ không phải tính năm đăng ký. Giờ cái xe này đăng ký 222 là sản xuất 221, em vẫn phải đọc là xe 221 anh chị nha. Cái đó là cái mà bên Toàn Trung hiện giờ đang làm. Nên là anh chị phải lưu ý mua xe và tham khảo hỏi họ, đừng có hỏi cái ngày đăng ký, hỏi bây giờ cái đời xe bao nhiêu. Cái đời xe bao nhiêu? Anh chị mua xe mới cũng vậy nha, tôi muốn biết cái đời trong sổ đăng kiểm là bao nhiêu. Nhiều lúc cứ xe cứ nghĩ là xe mới là mua 222 mà sổ đăng kiểm 221, sau này bán là vẫn theo giá 221 đó nha anh chị. Chị lưu ý cái đây cái cảnh báo của Toàn. Nhiều khách hàng bị lắm rồi, nhiều anh em sale hãng. Đừng có đáng gì đó vài đồng mà tư vấn nó mập mờ rồi dẫn đến nhiều khách hàng họ nóng tính họ quậy đấy. Xe này 27.000 cây đời 221. Thằng 7.000 cây thì em bán 1,240 mà còn thằng 27.000 cây thì em bán 1,190 nha. 1,190. Ai mua thì bán. Tiền Đắk Lắk. Bán full hết nha anh chị, Phantom full dầu. Full dầu. Và còn hai cái xe này là không bán nha anh chị. Xe này những cái đồ này đồ ăn chơi không có bán anh chị. Nhiều anh chị hỏi Toàn review cái lăng 105 của Toàn, chiếc dầu với chiếc xăng đi. À chiếc xăng với chiếc dầu đi, chiếc dầu thì em để bên nhà em phủ bạc lâu lắm rồi. Hỏi giá nó bao nhiêu thì cái con dầu đó, dầu 207 chạy có mấy chục ngàn cây à. Thì giá nó nếu mà em không có bán nha, nhưng mà nói để anh chị tham khảo. Nếu mà giá trị thị trường của nó, thực tế của nó phải tầm 1,5 tỷ. 1,5 tỷ cho con xe đó, 1,5 tỷ hoặc hơn. Gặp dân chơi thì có thể 1,7 tỷ. Rồi dân sưu tầm á. Còn mà dân mà mua đi mà sử dụng thì không ai bỏ 1,7 tỷ điên đi ra mua cái xe lăn 207 hết anh chị. Còn mà dân sưu tầm chơi á thì như vậy. Cái này em nói trên tinh thần là khách quan nha, chứ không nổ nít gì đâu. Anh chị nào không tin thì cứ tham khảo. Nhiều anh chị hỏi em không muốn nói giá, nhưng mà cũng nói luôn cho anh chị khỏi hỏi nữa anh chị nha. Còn cái lăng là lăng xăng. Lăng xăng cái lăng này rất là cọp. Lăng này gần như là rin mà còn rất là mới nha. Rất là mới, em lên nhiều đồ chơi rồi. Cái xe này nó là cũng là lăng 105 giống như cái xe bên kia.
105 là hai cầu cứng anh chị, không phải hai cầu mềm. 100 là cầu mềm, 100 là lăn Việt Nam á. Lăn Việt Nam sản xuất nó là bản đủ, còn 105 là thường thường là xe đó xe dự án thôi. Xe dự án nước ngoài cấp cho viện trợ cho Việt Nam á. Mà những cái xe 105 thì nó thiếu đồ nhưng mà nó đi địa hình được. Đi địa hình được nha anh chị. Xe này ngày xưa em mua về là kính nó là kính quay luôn á, em mua nguyên dàn Tappy Lexit 470 á. Em bỏ vô. Đó, mua nguyên dàn nó xài chung với Lexit 470 lấy 470 á, em mua em bỏ vô em lên. Đồ chơi mà anh chị, chơi mình làm bao nhiêu không tiếc hết á. Em không tiếc tiền vô xe, không bao giờ tiếc tiền vô xe. Con này toàn có bán không mà không bao giờ bán anh chị. Để dành đi kéo thuyền. Tại sao không lấy laptop đi kéo thuyền? Nhiều anh chị hỏi laptop kéo thuyền sợ hư xe anh chị. Đi vô đường xấu sợ hư xe, mặc dù xe đó là xe địa hình đó. Cái lăng thì nó trâu bò hơn anh chị nha. Đó, lăng 1.5 thì cái này xăng thì nó rẻ lắm, xe xăng nó rẻ lắm. Đợt em mua có, em nhớ em mua đâu có 200 triệu à. Xe này em mua có 200 triệu à, mua đấu giá, đấu giá ở cái sở gì của Nam Định á, ở quê của ba em á. Mua xong rồi về có người trả em 700 triệu em không bán. 700 triệu là với điều kiện em phải lên dàn đồ chơi option đủ hết nha anh chị, mà em không có bán. Đó là em nói để anh chị tham khảo. Chứ không phải là mua 200 mà lời như vậy không bán, tại vì cái tiền đồ em lên cũng nhiều, lên mấy trăm triệu. Đồ em lên hết. Thiếu hết, không có gì hết. Được cái là cái cốt xe nó rin đó. Nên em mua mới, nói chung là ít đi. Trừ em thì hỏi Toàn thì cái lăn đây Toàn chơi chiếc thứ bao nhiêu rồi Toàn nói luôn. Với anh chị thì rất là nhiều rồi. Nhưng mà cũng có bán. Nhưng mà với điều kiện là gặp con xe đẹp hơn là em sẽ bán. Bán con xe cũ đi và em lấy lại hết dàn đồ chơi, em bỏ qua. Nói chung là nói vậy thôi chứ còn mà chiếc đây chiếc xăng 105 mà thứ 7, thứ 8 của Toàn rồi. Thì con này hiện giờ em vẫn chưa tìm được chiếc xe đẹp hơn nên là em ra tên em rồi, em để đi luôn, không có bán luôn. Chứ ngày xưa là cứ mua xong rồi lên đồ rồi chờ đi tìm, đi đấu giá xe nào đẹp rồi bắt đầu mua. Mà chỉ mua xe đấu giá thôi nha, đấu giá của nhà nước thôi. Chứ còn mà lăng em không mua xe của tư nhân đi. Tại vì tư nhân đi từ trước giờ nó nát hết rồi. Mua nhà nước đi hả, ít đi, cái sở nào nó ít đi thì em mua thôi. Còn đây Carnival 7 chỗ nha. Carnival 7 chỗ. Anh chị nào quan tâm đến hai cái xe đó, em có video review của hai cái xe đó, anh chị cứ tìm lại trên kênh YouTube em á. Nên em không review nữa nha. Có nhiều anh chị kêu Toàn review chi tiết, Toàn có rồi, có làm rồi. Để anh chị xem lại, hoặc là điện mấy bạn bán hàng gửi đường link cho xem nếu mà đam mê. Nhưng mà không có bán. Rồi tiếp theo là Carnival đây, 1.390 nha anh chị, 7.000 cây. Bản 7 chỗ. Xe này thì anh chị đặt hãng hỏi qua năm mới có xe anh chị. Và xe giá nó lên. Nó lên chứ không phải như Signature thì nó ổn định giá, chứ còn 7 chỗ. À 8 chỗ đây lên, xe này 8 chỗ nha anh chị, xin lỗi anh chị, 8 chỗ chứ không phải 7 chỗ. 221 8 chỗ 7.000 cây biển tỉnh. 1.390 giảm anh chị 10 triệu là 1.380 hết. Hết giá. Còn đây là cái Ford Ranger 2 cầu. Lộn thành mua 2 cầu giờ thành xe 1 cầu. Bán lỗ anh chị, bán lỗ. Đó, nội thất thì cũng còn đẹp. Còn đẹp, xe máy móc thì còn ngon, sườn ở đây nè. Cái này em bán 701 nha anh chị. Hạ xuống 701 219 2.0. Đây Raptor mới về, cái này là màu xi măng nè, chủ xe dán. Anh đây em công an ở Bình Phước. Cái này 220, không niên hạn sử dụng nha anh chị. Và nhiều anh chị hỏi là về sang tên thì nó có niên hạn không, thì cái bao anh chị không bao giờ có. Nó là biển A thì luôn luôn nó biển A, mà nó mà có niên hạn thì anh chị có làm cách nào làm cũng không thành không niên hạn được. Nên là anh chị yên tâm, anh chị đã bỏ giá trị tiền ra mua xe không niên hạn thì sang tên và sau này Toàn bao cho anh chị là nó cũng không có niên hạn nha anh chị. Đó. Xe này thì Toàn bán 1.270. Xe này đi có 10.000 cây à. 11.000 cây anh chị, 11.000 cây. Đáp to nhiều anh chị chào Toàn lắm, nhưng mà gần như là 5-60.000 cây hoặc 7-80.000 cây là Toàn không mua. Xe này xe của dân ăn chơi nên anh chị, nhưng mà chơi là Toàn hướng tới dân chơi cho nó đàm điệu, chứ không phải xe mà đi cày đi làm nhiều nên không có mua xe đi nhiều. Dân chơi là phải cho họ chơi cho nó đàm điệu anh chị, là chơi phải chơi đẹp, ít cây số mà phải mắc tiền.
chứ chơi mà chơi nửa mùa, chơi mà biển e mà xe đi cả 100.000 rồi thôi, được cả chào em. 50.000 trở lên là Toàn đã ớn rồi. Với những cái xe này thì 50-60.000 nó bình thường, nhưng mà những cái xe dân chơi đó là không bao giờ nha anh chị. Đó, xe đó mua để người ta họ mua, họ trải nghiệm cái cảm giác lái chứ không phải họ đi làm. Đó. Những người mua xe thường thường họ đã có 1-2 cái xe sedan hoặc là SUV rồi. Còn mà bình thường mua đi làm thì cũng không nên mua xe biển A làm gì. Nó không hợp lý anh chị, cứ mua xe biển C. Đi đi khấu hao mà, cứ mua biển C hai mấy năm là nó cũng vứt cái xe đi là vừa. Là giá nó rẻ nữa, con tỷ biển C mà 221 bây giờ con tỷ mốt mấy chục à. Anh chị đi bét nhè đi anh chị, sau này bán cũng mấy trăm. Còn biển A mà anh chị mua để anh chị đi bét nhè thì thôi, đừng có mua. Con này là 27. À, con này biển Bình Định, con này cũng đẹp lắm nè. Con này anh nhớ anh... Ủa con này Bình Phước hay Bình Định? À con Bình Phước, con này Bình Phước anh chị, con này em đổi xe. Con này 755, con Bình Định mới là con đẹp. Con Bình Định ngồi kia kìa. Con Bình Định là con nãy á, 47.6 mấy á. Đó, nãy em lộn nha. Con đây là con Bình Phước nè. Bình Phước đây cũng đẹp nhưng mà không bằng Bình Định đâu. Bình Định kia đẹp, xuất sắc luôn á. Đây, Grab. Cái gì đây? Ranger. Không phải Grab to, cái này là cái gì? XLS đúng không? XLS 220. Anh mua ở Đồng Nai, nhớ rồi. Chủ xe lên, đồ chơi. Em bán 650 nha anh chị. Cái này em mua rẻ em bán rẻ thôi chứ còn thực tế nó không có giá đó đâu. Đó, lên tùm lum hết. Lên từ nội thất, lên từ màn hình, lên mâm, lên bánh, lên đủ thứ hết. Cái này em mua được rẻ em bán anh chị rẻ thôi. Đó, xe nhập Thái nha anh chị. Ủa con trắng vừa rồi mình bán nhiêu? Sao con này bán có 650 ta? Rồi, tiếp theo là Toyota Hilux. Hilux nha anh chị, 219. Này 219. 219 70.000 cây. Số tự động. Bán 670 nha anh chị. Số tự động một cầu. Đó, một cầu. Đó, anh chị nào thích Hilux thì mua cái xe này. Còn Nissan Terra, Nissan Terra 219 số sàn nha anh chị. 745 xe Bình Định, 46.000 cây anh chị. Cũng nhiều người hỏi xe lắm mà chưa bán được à. Kỳ vậy. Cái này rộng rãi hơn Fortuner nhiều chứ, đẹp hơn nhiều chứ. Đẹp hơn nhiều chứ. Rồi hết xe rồi đúng không? Hai con nào nữa? Anh quay rồi, hai xe đó quay rồi. Anh chị nào quan tâm xe nào thì liên hệ Toàn bên nhân viên bán hàng của Toàn Trung 0979325679 nha anh chị, hoặc là 0928325679 hoặc là 0929325679. Tụi em sẽ quay lại từng con xe cho anh chị xem khi mà anh chị chốt nha anh chị. Và tiếp theo là Toàn nói cái hình thức đặt cọc. Toàn bây giờ tồn cọc rất là nhiều. Toàn nói luôn với anh chị là chắc Toàn phải thay đổi. Thí dụ anh chị mà đặt cọc mà 1 tháng hoặc 2 tháng á, thì cái giá xe nó khác. Toàn bán đây là bán theo kiểu mà lướt sóng, gọi là bán lợi nhuận ít nhưng mà số lượng nhiều. Mà anh chị cứ đặt là thí dụ anh chị cứ nói để tụi em nhận cọc là 5-10 ngày, đúng không anh chị? 5-10 ngày xong rồi anh chị đã phát sinh là nhà anh chị có việc hay là việc này việc kia, rồi lại thêm 5-10 ngày nữa, rồi lại thêm 5-10 ngày, có nhiều người 2 tháng hoặc 3 tháng. Thì nói thật sự với anh chị rất là khó cho em. Anh chị em làm sai với anh chị sẽ la làng la xóm, đăng YouTube hoặc là đăng Facebook là ảnh hưởng hình ảnh công ty rất là nhiều, nên là Toàn không dám làm sai với anh chị. Nhưng mà anh chị làm sai với Toàn thì Toàn cũng không dám ép anh chị, không dám ép. Nói thật sự như gặp chỗ khác là người mất tiền cọc và em sẽ bán cái xe đó tiếp nếu anh chị sai hẹn, đúng không chị? Giống như em đi đặt cọc xe vậy đó, em cọc xe cho người ta mà em không mua á, lại mất cọc, em mất nhiều lắm, em mất 10-15 triệu. Giống như em đặt cọc xong rồi cái xe xuống tới nơi là nó bị nhầm một số cái option là Toàn mất cọc, mà Toàn những cái đó Toàn không đăng lên, cái đó là quy luật rõ ràng rồi. Nên là anh chị sai với em, anh chị không mất cọc được, nhưng mà em muốn nói thiệt anh chị, thí dụ là anh chị có thể nhường cơ hội bán hàng lại cho người khác, nhưng mà
với điều kiện mà trả nguyên cọc, anh chị đặt lâu quá, thí dụ anh chị đặt ngày hai ngày thì có trường hợp ít lắm nha anh chị, cũng không nên, cũng đừng, không có khuyến khích anh chị đâu. Thôi cái đó khỏi nói luôn. Trường hợp mà anh chị đặt mà lâu nha, 5-10 ngày á, hoặc là nửa tháng, một tháng á, anh chị kêu anh chị lấy lại tiền vì lý do này nọ, thì nói thật với anh chị, một lần nữa tôi khẳng định là không có chuyện đó đâu nha anh chị. Sẽ là không có chuyện đó, để mất lòng trước nhưng mà được lòng sau. Không có chuyện đó nên anh chị xác định bình tĩnh mà mua. Không mua thời điểm này chưa phù hợp thì thời điểm sau biết đâu cái xe nó rẻ hơn. Nó đừng có vội vàng mà nó mất việc cho cả hai. Đó là anh chị mà đặt cọc lâu đó là toàn sẽ tính lại cái giá khác nha anh chị. Tính lại cái giá khác. Chứ nhiều lúc là mất tiền bãi rồi, anh chị để cái xe cả tỷ mấy tỷ bạn để cho em rồi, nó cũng cũng không có có thoải mái cho em, không thoải mái trong lòng nha. Nên là nói luôn, những anh chị mà đặt lâu á, mà đặt ví dụ 50 triệu á thì sẽ mất cọc. Còn anh chị đặt 50-100 thì sẽ thương lượng tiền cọc, anh chị mất 50 hoặc là 20 hay 30% đó, tùy vào cái số lượng anh chị đặt và tùy vào cái trượt giá. Toàn không ăn cọc của anh chị 100%. Nếu mà anh chị đặt nhiều, nhưng mà Toàn sẽ tính toán sao cho nó phù hợp cho cả hai. Sau này anh chị còn quay lại Toàn chung nữa, ủng hộ Toàn chung nữa, Toàn tránh cái trường hợp mất lòng. Mất lòng nên là anh chị phải chú ý nha anh chị, chú ý cái điều đó giúp em. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thì các bạn sẽ tư vấn cho anh chị cọc là cọc bao nhiêu, cọc bao lâu, và hình thức giao xe là giao như thế nào, và hình thức trả góp, rồi hình thức anh chị cọc 5, 10, 20 triệu để mang cái xe 1 tỷ mấy đi lên tới nhà anh chị để giao cho anh chị thì bao nhiêu, em vẫn triển khai đó. Và anh chị muốn đổi bù trừ, anh chị cứ liên hệ, hoặc anh chị cũng bán xe trực tiếp với Toàn cũng liên hệ. Như vậy nha, rõ ràng và rành mạch, Toàn sẽ hỗ trợ tốt cho anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh chị tại Toàn Trung Ô Tô Gia Lai.